Tâm lý hội chứng đám đông á, cực kỳ nguy hiểm nha cô chú anh chị. Nếu mà mọi người mà tránh được cái việc này á, thì cũng đem lại rất là nhiều lợi ích đó nha. Ví dụ như em nói trong cái việc mua sắm cũng vậy luôn đó. Bây giờ là mùa tháng 6, tháng 7 thì anh chị biết là 1 năm 2 cái tháng này là chậm nhất luôn trong tất cả các ngành kinh doanh. Thì nếu mà cô chú anh chị nào kinh doanh thì biết thường 2 cái tháng này là hàng hóa sẽ giảm rất là mạnh. Nó giảm không phanh luôn, em gọi như vậy mà những toàn những cái điều hời không anh chị. Như đây nè, là cái dòng ThinkPad X1 Nano. À, cái con này lúc trước em bán là 2 hết anh chị và bây giờ chỉ còn có 18 củ chính thôi. Trong khi còn được em cược giảm 500 ngàn cho cái mùa hè này cho đến hết 30 tháng 7 thì anh chị nghĩ chỉ còn có 18 tư thôi là anh chị đã sở hữu được cho mình một chiếc X1 Nano rồi. À, cái dòng X1 Nano thì em phải nói luôn, nghe cái tên thôi là anh chị biết nó nhẹ mỏng cỡ nào rồi đúng không? Mỏng dính luôn. Nó cân nặng chỉ có 890 gram thôi cô chú chị. Đó, cái hàng này á thì em cược khui ra một chiếc sẵn rồi để review cho cô chú chị nè. Thì những cái hàng như vậy em cược sẽ giảm theo cho cô chú chị 500 ngàn nữa là chỉ còn có 17-18 triệu thôi là anh chị đã sở hữu được một chiếc X1 Nano rồi. Trời ơi coi bãi nha. RAM 16GB ổ cứng 256GB màn hình cảm ứng luôn. Đó, dòng này màn hình cảm ứng rất là tiện nha. Anh chị có thể là mà cảm ứng dòng này rất là nhạy nha chứ không phải giống như cảm ứng mà cái thời mà cổ đô sĩ đâu nha. Cảm ứng bây giờ hiện đại lắm anh chị. Thứ hai á là vân carbon rất là đẹp anh chị thấy không? Đường vân carbon là cực kỳ đẹp luôn. Quan trọng là chỉ có 890 gram thôi. Trời ơi 890 gram mà nặng đâu đó tầm khoảng gần 3 con iPhone chứ mấy anh chị đó. Nhẹ tưng luôn anh chị. Mỏng dính à thì anh chị có thể là bỏ ba lô cặp tóc rất là dễ dàng luôn, di chuyển ở đâu cũng được rất là thuận tiện ha. Và ThinkPad cái đặc điểm của nó là bền nha anh chị. Nếu mà anh chị nào sử dụng ThinkPad rồi thì anh chị biết rất là bền. Thứ hai nữa là nó ổn định ha, nó không có bị lỗi vặt nhiều anh chị. Thứ ba là bàn phím em này gõ rất sướng nha. À, mỏng nhẹ thôi nhưng mà phím gõ rất là đã tay luôn. Tại vì ThinkPad á cái điểm mạnh của nó là phím anh chị. Từ xưa đến bây giờ rồi, tiền thân của IBM anh chị thấy cái nút trackpad không? Đó. Mang tính biểu tượng, nhìn vô là biết ThinkPad liền, nhưng mà cái nút này bây giờ nhìn cho vui thôi chứ ai đâu mà xài anh chị. Trackpad bây giờ xài rất là nhạy. Có vân tay luôn nè. Đó, không cần phải gõ phím vào mát gì á, lệnh vân tay là lụm. Đó. Rồi á cái con này á có camera IR luôn, giống như là Face ID trên iPhone nha anh chị. Nhìn vô là mở bát, nhìn vô là mở bát, không cần phải làm gì hết. Và đây là một chiếc máy new 100% ha. Đó, anh Cường chỉ khui ra vậy thôi nè. Làm Cường giảm thêm 500 ngàn rồi, được mùa hè được giảm 500 ngàn anh chị thấy không? Giảm gần một củ bạc. Trong khi giá đã giảm rồi nha. Đó, giảm 1 triệu mấy so với cách đây 1 tháng anh chị. Trời ơi, em nói toàn là những cái điều hời không mà thì thành ra em nói cô chú chị phải biết được cái mùa nào thế là mình phải đi mua hàng. Đúng không? Tại vì mua cái thời điểm đó anh chị biết sao? Mình có được những cái điều hời. Rồi mình lựa được những cái nhiều cái sản phẩm ngon. Chứ bây giờ anh chị đợi khi á mình nhập học cho con em chúng ta rồi á, đổ xô nhau đi mua. Giá thì mắc nè, hàng hóa ít, tại vì nhiều người mua quá thành ra nó ít có sự lựa chọn đúng không? Rồi á mình phải chen lấn làm cái gì cho cực vậy? Mua bây giờ thưởng thức nó luôn, sử dụng nó luôn, trải nghiệm luôn mà vẫn còn rẻ hơn được 2-3 tháng sau thì tổ cái gì mà cô chú anh chị công suất liền ra đúng không? Đó.